bản tin trưa ngày 30 tháng 10. Kính chào quý vị, Nguyễn Ngọc kính chúc quý vị buổi trưa an lành và cùng theo dõi tin tức từ khỏe tự nhiên. Ngay sau đây sẽ là những tin đáng chú ý kính mời quý vị cùng theo dõi. Tin tại Việt Nam, Việt Nam vẫn tăng ca nhiễm, tình báo Mỹ nói có thể không bao giờ biết nguồn gốc của Covid-19. Hà Nội thêm hàng chục ca Covid-19, thị trấn Quốc Oai thành vùng đỏ. Bắc Giang tiếp tục tăng ca nhiễm, nhiều người là công nhân. Covid-19 thập diện mai phục, người dân vẫn đổ về quận 7 và Thủ Đức để ăn nhậu. Phụ huynh cần theo dõi trẻ sát sao 28 ngày sau khi tiêm vaccine Covid-19. Facebook vừa đổi tên, cộng đồng mạng đã tạo sóng mê. Tin Thế Giới phát hiện biến chủng kháng hai loại vaccine. Singapore có ca nhiễm biến chủng AI 4.2 đầu tiên, Mỹ lần đầu chấp thuận vaccine Covid-19 cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi. Thượng nghị sĩ Mỹ sửa luật quốc phòng để tẩy chay Olympic mùa đông ở Trung Quốc. Ba Lan triệu tập đại sứ Bỉ phản đối bình luận đùa với lửa của Thủ tướng. Triều Tiên in phiếu nuôi thiên Nga để giải quyết khó khăn lương thực. Và sau đây mời quý vị đến với thông tin chi tiết tại Việt Nam. Kính thưa quý vị, vào ngày 29 tháng 10, Bộ Y tế tiếp tục xác nhận số ca nhiễm mới là trên 4.000 ca, với 4.899 ca, tăng 13 ca so với ngày trước đó. Số người tử vong là 56 người. Như vậy, tổng số ca nhiễm hiện tại ở Việt Nam là hơn 910.000 ca, trong đó có gần 22.000 người đã tử vong. Theo số liệu trên Worldometer, số ca nhiễm trên toàn thế giới là hơn 246 triệu người, trong đó số người tử vong đã vượt con số 5 triệu người. Đại dịch viêm phổi xuất phát từ Vũ Hán, Trung Quốc đã kéo dài gần 2 năm nay và đến bây giờ nó vẫn ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của toàn thế giới. Vào ngày 29 tháng 10, Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ đã công bố giải mật chi tiết về nguồn gốc của COVID-19. Trong đó cho rằng, virus có nguồn gốc tự nhiên và khả năng dò dỉ từ phòng thí nghiệm đều là những giả thuyết hợp lý. Tuy nhiên, các nhà phân tích lại không thể đưa ra giả thuyết nào có khả năng cao hơn, hoặc liệu có đưa ra bất kỳ đánh giá cuối cùng nào không. Đồng thời, bác bỏ giả thuyết COVID-19 có nguồn gốc như một vũ khí sinh học. Báo cáo cho biết, các cơ quan Hoa Kỳ và cộng đồng khoa học toàn cầu thiếu mẫu lâm sàng hoặc dữ liệu dịch tễ từ các trường hợp nhiễm bệnh sớm nhất và họ có thể xem xét lại báo cáo chưa kết luận này nếu có thêm bằng chứng. Trung Quốc đã phải đối mặt với sự chỉ trích của quốc tế vì đã không hợp tác đầy đủ hơn, chia sẻ dữ liệu trong các cuộc điều tra về nguồn gốc của đại dịch. Hà Nội thêm hàng chục ca Covid-19, thị trấn Quốc Oai thành vùng đỏ. Vào ngày 29 tháng 10, sở Y tế Hà Nội xác nhận thêm 47 ca nhiễm, trong đó có 6 ca nhiễm trong cộng đồng. Trùng ca bệnh liên quan đến cụm dịch tại Sài Sơn, thị trấn Quốc Oai thêm 15 ca, đều được lấy mẫu xét nghiệm vào ngày 28 tháng 10. Như vậy, đến nay, cùng dịch này đã ghi nhận 65 ca, trong đó 51 ca sống tại huyện Quốc Oai. Ủy ban Nhân dân huyện xác định mức độ dịch cấp 2 là màu vàng, riêng thị trấn Quốc Oai được xác định ở cấp 4, nguy cơ rất cao, màu đỏ. Còn tại Bắc Giang, khu công nghiệp vẫn gia tăng số ca nhiễm. Vào ngày 29 tháng 10, tỉnh Bắc Giang ghi nhận 13 ca, trong đó có tới 10 người là công nhân của công ty lọc xe ICT, khu công nghiệp Quang Châu, huyện Việt Yên, chưa rõ nguồn lây. Từ ngày 26 tháng 10 đến nay, huyện Việt Yên có 27 ca F0, hiện lực lượng chức năng xác định 432 F1 và gần 1.700 F2. Dự kiến lấy mẫu thêm khu vực Việt Tiến, học sinh và phụ huynh trường trung học phổ thông Việt Yên số 2, các khu vực nhà trọ có F0 sinh sống tại xã Quang Châu, Vân Trung và thị trấn Đánh. Tỉnh đã thiết lập vùng cách ly phong tỏa tạm thời tại 3 xã thị trấn với tổng số 2.300 hộ, gần 10.500 nhân khẩu. 12 khu thu dung cách ly cũng đã được kích hoạt với sức chứa 636 người. Chuyển qua tình hình tại thành phố Hồ Chí Minh, kính thưa quý vị, sau khoảng 5 tháng giãn cách, hiện tại thành phố Hồ Chí Minh đã nới lỏng một số hoạt động tùy theo khu vực. Từ ngày 28 tháng 10, quận 7 và thành phố Thủ Đức cho một số hàng quán có phục vụ rượu bia tại chỗ. Người dân từ các quận huyện khác có thể qua hai khu vực này để ăn uống. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian này, Covid-19 vẫn lặng lặng thâm nhập vào các khu dân cư ở nhiều tỉnh thành. Về vấn đề này, trưởng ban quản lý an toàn thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh Phạm Khánh Phong Lan cho biết, các quán nhậu có tình trạng không tuân thủ đầy đủ các biện pháp phòng bệnh, do đó tiềm ẩn nguy cơ. Nếu số ca mắc tăng vọt thì việc mở bán ăn uống tại chỗ cũng sẽ đóng cửa. Luật đưa ra không cấm người ở các quận huyện khác tới ăn nhậu ở quận 7 và Thủ Đức. Do đó, bà Lan khuyên người dân không nên chủ quan. Nếu tới quán nào đông người, chưa đáp ứng được các tiêu chí thì không nên vào và có thể báo lại với cơ quan chức năng. Hiện tại, thành phố Hồ Chí Minh cũng đã bắt đầu tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em. Có nhiều khuyến cáo cần lưu tâm được giới chuyên môn đưa ra. Một trong số đó là phụ huynh cần theo dõi sát trẻ 28 ngày sau khi tiêm. Phó giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Hữu Hưng nhấn mạnh, trong 3 ngày đầu tiên sau khi tiêm, phụ huynh cần chú ý diễn biến sức khỏe của trẻ để kịp thời phát hiện dấu hiệu bất thường. Ngoài ra không cho các con vận động nặng, cần nghỉ ngơi và chế độ dinh dưỡng đầy đủ, uống nhiều nước. Nếu có triệu chứng đau đầu, đau cơ, sốt thì phụ huynh cần liên hệ với số điện thoại theo giấy tiêm chủng. Trước khi tiêm, nếu các con có vấn đề về sức khỏe, béo phì hay bệnh nền như huyết áp, ung thư thì bác sĩ tại điểm tiêm sẽ khám sàng lọc, đánh giá các cháu có đủ điều kiện tiêm hay không. Nếu các con thuộc nhóm thận trọng thì điểm tiêm sẽ viết giấy để đến viện kiểm tra và tiêm chủng. Kính thưa quý vị, trong những ngày qua đã có nhiều địa phương thông báo cho học sinh nghỉ khi phát hiện các ca nhiễm trong trường học. Tuy nhiên, những địa phương mà học sinh vẫn học trực tuyến từ đầu năm thì đến giờ đang xây dựng kế hoạch mở cửa trở lại, trong đó có hai thành phố lớn là Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, các trường khử khuẩn, vệ sinh để đón học sinh trở lại. Theo báo pháp luật đưa tin vào ngày hôm nay, ngày 30 tháng 10, sau một thời gian được trưng dụng để phòng dịch, hiện nhiều trường học đã được bàn giao lại địa điểm. Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo, thành phố đã trưng dụng tổng cộng 1.500 trường học và đến giữa tháng 11 sẽ hoàn tất giao trả lại toàn bộ các trường. Dự kiến học sinh khối 9, khối 12 sẽ trở lại trường từ tháng 12. Hiệu trưởng nhiều trường cho biết, các trường đã phải phun khử khuẩn toàn bộ từ 2 đến 3 lần. Các giáo viên đã lau chùi, dọn dẹp, vệ sinh, sửa lại các phòng được sử dụng, giặt dèm và chỉnh sửa lại khuôn viên cảnh quan. Tuy nhiên nhiều cơ sở vật chất của các trường đã bị xuống cấp, việc sửa chữa sẽ mất nhiều kinh phí và thời gian hơn, có thể kéo dài từ 4 đến 5 tuần. Có những phòng học đã bị bệnh nhân viết vẽ lên tường, vậy nên sẽ cần sơn sửa lại mới. Trong lúc này, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng đã đưa ra hướng dẫn mở cửa trở lại trường học. Vào chiều ngày hôm qua, ngày 29 tháng 10, Sở Giáo dục và Đào tạo công bố hướng dẫn các trường học chuẩn bị phòng dịch khi học sinh quay trở lại học. Trước khi học sinh trở lại trường, các trường cần vệ sinh khử khuẩn trường học và phương tiện đưa đón học sinh, đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế trường học. Mỗi học sinh phải có một cốc nước và một khăn mặt hoặc khăn lau riêng. Giáo viên cần phối hợp với gia đình và trạm y tế, theo dõi tình hình sức khỏe học sinh. Học sinh đăng ký tiêm vaccine theo hướng dẫn của cơ quan y tế. Khi học sinh trở lại trường, trường cần bố trí người đón và giao nhận học sinh tại cổng trường, không tổ chức các hoạt động tập thể hay tham quan, dã ngoại giờ vào lớp, giải lao, tan học xen kẽ giữa các khối, lau khử khuẩn lớp học sau giờ học. Nếu có phương tiện đưa đón học sinh thì trước và sau mỗi chuyến đưa đón phải lau khử khuẩn xe. Trước khi chuyển qua phần tin thế giới sẽ là một thông tin thú vị liên quan đến Facebook. Vâng, như quý vị đã biết, Facebook là một mạng xã hội lớn thu hút rất nhiều người dùng trên toàn cầu. Mới đây, công ty này đã thông báo đổi tên mới là Meta. Meta trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là sau hoặc vượt ra ngoài là tiền tố có nghĩa là toàn diện hơn, mang ý nghĩa biểu tượng vô cực đại diện cho sự vô hạn và bất diệt. Logo mới cũng đại diện cho vòng xoắn ốc vũ trụ với giải màu gradient biểu trưng cho sự bất tận của không gian, thời gian. Tờ The Garden đưa tin, có lẽ không nơi nào như ở Israel, cộng đồng mạng ở đây cho rằng Meta phát âm trong tiếng Do Thái có nghĩa là chết. Thậm chí có những hashtag Facebook Death, nghĩa là Facebook chết được chia sẻ tuy nhiên câu chuyện đã được đẩy lên một mức cao hơn khi cộng đồng mạng việt nam chia sẻ cách gọi tên mới của mạng xã hội này hàng loạt những cái tên thay thế đều gắn với một chữ mê ở trước hội người Thực dụng việt nam thì đưa ra hàng loạt cái mê như mê tiền mê drama mê bỏ hàng vào giỏ nhưng chưa thanh toán và rất nhiều những cái mê nữa và quý vị thân mến xu hướng gọi tên mới của facebook khác lạ như thế này lại đang cho chúng ta thấy rằng cuộc sống hiện đại ngày nay có vẻ làm cho con người có quá nhiều thứ mê phải chăng nhiều người chúng ta đang mê các trang mạng xã hội mê phim ảnh mê truyền hình mà đang lãng quên đi cuộc sống thực sự và ý nghĩa nhân sinh rằng chúng ta có mặt trên thế gian này để làm gì rằng có phải tâm hồn chúng ta đã chết khi quay cuồng trong thế giới ngày nay Quý vị có suy nghĩ gì về vấn đề này? Hãy để lại bình luận bên dưới cho chúng tôi quý vị nhé. Tiếp theo mời quý vị cùng chuyển sang phần tin thế giới. Phát hiện biến chủng virus kháng hai loại vaccine COVID. Một nghiên cứu mới trong phòng thí nghiệm đã chỉ ra rằng biến thể A.30 của virus corona có khả năng kháng vaccine Pfizer và AstraZeneca. Biến thể này đã được phát hiện ở Angola và Thụy Điển. Theo nghiên cứu của nhóm chuyên gia Đức, biến thể A.30 có một số đột biến protein có thể kháng lại hai loại vaccine phổ biến này. Ngoài ra, các nhà khoa học cũng cảnh báo nó có khả năng xâm nhập vào hầu hết các tế bào chủ, bao gồm tế bào thận, gan và phổi. Đặc biệt, nó có thể dễ lây lan ngoài phổi và có thể kháng lại thuốc Bamnavivimab chữa COVID-19. Biến thể A.30 cho đến nay vẫn chưa được tổ chức Y tế thế giới đưa vào danh sách các biến thể cần quan tâm hoặc đáng lo ngại do mới chỉ phát hiện ở 5 ca bệnh. Tuy nhiên, các nhà khoa học tại Đức khẳng định biến chủng này cần được theo dõi chặt chẽ và áp dụng nhiều biện pháp đối phó nhanh. Trong khi đó, trang tin Singapore cho biết, nước này đã ghi nhận ca nhiễm đầu tiên với biến thể AI4.2 hồi đầu tuần. Theo giới chức Singapore, đây là một ca nhập cảnh và hiện vẫn chưa có dấu hiệu về việc biến thể này đã lây lan ra cộng đồng. Dữ liệu thống kê đến nay cho thấy khoảng 93% số ca nhiễm biến thể AI 4.2 này đã phát hiện ở Anh. Tiếp theo, Mỹ chấp thuận vaccine COVID-19 đầu tiên cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi. FDA Mỹ vào ngày 29 tháng 10 đã chấp thuận dùng vaccine Pfizer phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi. Các cố vấn của CDC Hoa Kỳ dự kiến sẽ đưa ra hướng dẫn chi tiết hơn vào ngày 2 tháng 11 về việc những trẻ nào cần tiêm vaccine. Trước Mỹ, mới có một số nước đã quyết định tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ em ở độ tuổi này, bao gồm Trung Quốc, Chile, Cuba và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Ở nhóm trẻ trong độ tuổi này, vaccine được tiêm hai mũi, mỗi mũi cách nhau 3 tuần, với liều lượng bằng 1 phần 3 so với nhóm tuổi lớn hơn trẻ em ít có nguy cơ mắc COVID-19 nặng hơn so với người lớn. Mỹ chỉ ghi nhận 8.300 trẻ từ độ tuổi 5 đến 11 tuổi nhập viện, trong đó có 146 trẻ đã tử vong. Hiện vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều từ các chuyên gia y tế về việc vaccine COVID-19 có thực sự cần thiết cho trẻ hay không. Thượng nghị sĩ Mỹ sửa luật quốc phòng để tẩy chay Olympic mùa đông ở Trung Quốc một nhóm thượng nghị sĩ lưỡng đảng Hoa Kỳ mới đây đã đề xuất sửa đổi dự luật chính sách quốc phòng hàng năm để đưa thêm vào điều khoản tẩy chay ngoại giao đối với Thế vận hội mùa đông Trung Quốc 2022. Dự kiến, luật sửa đổi sẽ cấm Ngoại trưởng Hoa Kỳ dùng ngân quỹ liên bang để hỗ trợ hoặc tạo điều kiện cho các nhân viên chính phủ Hoa Kỳ tham gia Thế vận hội này. Điều khoản sửa đổi cũng kêu gọi chấm dứt hành động xâm phạm nhân quyền đang tiếp diễn của chính quyền Trung Quốc, bao gồm cả nạn diệt chủng người suy ngô nhĩ. Tuy nhiên, nó vẫn cho phép Hoa Kỳ tài trợ cho các vận động viên cũng như Ủy ban Olympic Hoa Kỳ cùng với các nhân viên và nhà thầu của tổ chức này. Theo lời Thượng nghị sĩ Mitt Romney, người dẫn đầu nỗ lực này, một cuộc tẩy chay như vậy sẽ làm tổn thương Đảng Cộng sản Trung Quốc hơn là trừng phạt các vận động viên Mỹ của chúng ta. Chủ tịch Hạ viện Mỹ bà Nancy Pelosi cũng đã kêu gọi hành động tẩy chay ngoại giao này. Cũng liên quan đến Trung Quốc, vào ngày 28 tháng 10, hãng tin Bloomberg đưa tin, gần đây nhằm tăng cường khả năng phòng thủ, Ấn Độ đã triển khai hàng loạt vũ khí tới biên giới với Trung Quốc tại cao nguyên Tàu Quảng tiếp giáp với tây tạng. Đây là vùng lãnh thổ Ấn Độ kiểm soát nhưng Trung Quốc đòi chủ quyền. Trong số các trang thiết bị mới có máy bay trực thăng Chinook, súng trường, pháo kéo siêu nhẹ, tên lửa hành trình siêu thanh, drone trinh sát và hệ thống giám sát đời mới. Chinook là trực thăng vận tải quân sự được dùng để vận chuyển pháo tự hành loại nhẹ và binh sĩ một cách nhanh chóng qua các vùng đồi núi. Luật mới về biên giới trên bộ mà Trung Quốc vừa áp dụng đã khiến cho Ấn Độ phải đề cao cảnh giác. Sau vụ xung đột nghiêm trọng nhất vào năm ngoái, khiến cho hàng chục binh sĩ thiệt mạng, hai bên đã đàm phán để rút quân nhưng chưa đạt kết quả thỏa đáng. Tiếp theo, mời quý vị cùng chuyển qua một số tin tức đáng chú ý khác. Ba Lan triệu tập đại sứ Bỉ phản đối bình luận đùa với lửa của Thủ tướng. Vào ngày 29 tháng 10, Bà Lan đã triệu tập đại sứ Bỉ để bày tỏ sự phản đối và phẫn nộ sau khi Thủ tướng Bỉ, ông Alexander de Croo cáo buộc Warsaw đùa với lửa trong một cuộc tranh cãi về tư pháp. Bộ Ngoại giao Ba Lan cho biết, đại sứ Bỉ, ông Luxokov đã được mời đến để gặp Thứ trưởng Ngoại giao Ba Lan. Bộ này tuyên bố, những bình luận công khai như của ông de Croo không góp phần tạo ra bầu không khí tốt đẹp trong quan hệ Ba Lan-Bỉ. Trước đó, ông De Gruy đã bình luận về bài phát biểu của Thủ tướng Ba Lan, ông Mateusz Morawiecki trong một bài phát biểu. Ngài đang chơi một trò chơi nguy hiểm. Ngài đang chơi với lửa khi gây chiến với các đồng nghiệp châu Âu của mình vì những lý do chính trị nội bộ. Căng thẳng giữa Ba Lan và EU xuất phát từ việc Ủy ban châu Âu đòi Warsaw đảo ngược một số quy định mới với các tòa án để đổi lấy việc được giải ngân những khoản vay và tài trợ trị giá 36 tỷ euro. Tòa án tối cao EU cũng đã áp lệnh phạt 1 triệu euro mỗi ngày đối với Ba Lan vì từ chối tuân thủ yêu cầu này. Phía Ba Lan đã gọi án phạt này là hành vi tống tiền và khẳng định sẽ tự vệ bằng bất kỳ loại vũ khí sẵn có nào. Triều Tiên in phiếu nuôi thiên Nga để giải quyết khó khăn lương thực Theo Reuters đưa tin vào ngày 29 tháng 10, các báo cáo chỉ ra Triều Tiên đã phải in phiếu thay cho tiền mặt và lấy thịt thiên Nga đen để đối phó với tình trạng thiếu lương thực. Ngân hàng Trung ương Triều Tiên đã in phiếu mua hàng trị giá khoảng 1 đô la cho tình trạng thiếu tiền won mà nước này đang phải đối mặt. Phiếu mua hàng đã được lưu hành ít nhất từ tháng 8, một phần vì giấy và mực in tiền từ Trung Quốc không được chuyển tới. Tuần này, truyền thông nhà nước Triều Tiên cũng đã quảng bá việc tiêu thụ thịt thiên nga đen như một nguồn thực phẩm có giá trị, đồng thời cho rằng phát triển chăn nuôi thiên nga đen ở quy mô công nghiệp sẽ giúp cải thiện cuộc sống của người dân. Bình Nhưỡng đã bắt đầu nghiên cứu việc nuôi chim cảnh làm thực phẩm từ đầu năm 2019. Giới chức yêu cầu các trường học, nhà máy và doanh nghiệp trồng thực phẩm, nuôi cá và các động vật khác để tăng khả năng tự cung tự cấp. Lâu nay thì Triều Tiên luôn trong tình trạng thiếu lương thực. Trong tháng này, các nhà điều tra Liên Hợp Quốc đã cho rằng hàng nghìn người tại nước này có nguy cơ chết đói. Tuy nhiên, cơ quan tình báo đánh giá vụ thu hoạch năm nay có thể khả quan hơn năm ngoái do thời tiết nắng hơn. Hiện Triều Tiên chưa chính thức báo cáo về bất cứ trường hợp mắc COVID-19 nào. Và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin chiều nay của khỏe tự nhiên. Trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chúc quý vị buổi chiều vui vẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào bản tin tối hôm nay.